tung ra nốt GS là bước đi sau cùng của Pico Team. Chào bạn, chào các Pioneer. Trong lúc cuộc thi Hackathon đang diễn ra vô cùng gay cấn, thì mới đây, Pico Team đã cập nhật source code một gói packet được viết bằng Node.js. Cộng đồng Pioneer luôn là một tập thể hoạt động năng nổ nhất trong giới crypto. Ngay lập tức, thông tin về Node.js đã bắt đầu tràn ngập các hội nhóm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng và đủ về cụm từ Node.js cũng như vai trò của nó trong gói code mà Pico Team vừa cung cấp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Node.js cũng như tại sao nó lại vô cùng quan trọng và được tung ra đúng vào thời điểm này. Xin mời các Pioneer cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Xin lưu ý, chúng tôi mời các Pioneer hãy tạo ngay tài khoản và sử dụng miễn phí trên nền tảng của CryptoLeakVN.com. Tại đây, bạn có thể điểm danh, tuyển rep và xem video để đào được các token CLV trong hệ sinh thái của CryptoLeakVN. Trong tương lai, token CLV hứa hẹn sẽ đem lại nhiều giá trị thực tiễn cho người dùng. Phần 1. Tìm hiểu về Node.js. Về lý thuyết, Node.js là một môi trường runtime chạy JavaScript đa nền tảng và có mã nguồn mở, được sử dụng để chạy các ứng dụng web bên ngoài trình duyệt của client. Khái niệm thì khá là phức tạp, đúng không nào anh em? Hiểu đơn giản hơn thì Node.js là một ứng dụng giúp cho các lập trình viên lập trình nên các tính năng của ứng dụng. Chúng ta sẽ tạm gọi lập trình viên là dev. Dev sử dụng Node.js sẽ phải biết JavaScript. Đây là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến trên toàn thế giới. Chữ JS trong cụm từ Node.js cũng là viết tắt của JavaScript. Trong Node.js, từ khóa NPM là thuật ngữ phổ biến nhất, nghĩa là Node Package Manager, một dạng tính năng mà dev có thể sử dụng để build cho ứng dụng của mình. Có đến hơn 50.000 NPM tính năng trong Node.js. Hiện nay, những ông lớn đang sử dụng Node.js có thể kể đến như Netflix, Walmart, NASA, PayPal, v.v. Phần 2. Gói Node.js mà Pico Team tung ra có ý nghĩa gì? Như vậy là chúng ta đã hiểu về Node.js. Vậy trong gói packet mà Pico Team vừa tung ra gần đây, nó chính xác là gì? Và tại sao nó lại là lá bài tẩy mà Pico Team đang nắm giữ? Mời các anh em Pi thủ tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Mỗi một dự án được chia làm hai phần cơ bản là backend và frontend. Trong khi frontend hiểu nôm na là toàn bộ giao diện thì backend là toàn bộ code và database của dự án đó. Pi Network cũng không ngoại lệ và Node.js ra đời có thể được sử dụng cho cả front và backend. Trong trường hợp lần này, Pico Team đã cập nhật Node.js cho phần backend. Gói code NPM trên GitHub vừa qua là một công cụ giúp cho các dev có thể kết nối ứng dụng của mình để truy cập vào blockchain của Pi Network. Để dễ hiểu hơn, các Pi thủ chỉ cần nắm đại ý thế này. Pi Network là một blockchain hoạt động độc lập và bảo mật. Ứng dụng mà dev viết ra chỉ là một ứng dụng. Muốn dùng đồng Pi Coin để thanh toán thì cần một cánh cửa kết nối ứng dụng với blockchain Pi. Và gói NPM lần này chính là cánh cửa đó. Thông qua đây, người dùng có thể sử dụng ứng dụng và lấy Pi để thanh toán trên ứng dụng đó. Như vậy là chúng ta đã hiểu được ý nghĩa của gói NPM mà Pico Team vừa mới công bố trên GitHub rồi. Chúng ta cần hiểu đúng và hiểu đủ để có thể phân định được đúng sai từ những thông tin đang FOMO ngoài kia. CryptoLeakVN rất vui khi được cùng các Pioneer đồng hành và khám phá về Pi Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đến nay thì video của chúng ta cũng đã kết thúc. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng Pioneer Việt Nam hãy cùng chung tay ủng hộ các dự án Việt Nam tham gia kỳ thi Hackathon năm nay bằng cách like và để lại comment tại các dự án. Cách thực hiện như sau. Các Pioneer có thể truy cập vào Pi Browser, chọn phần Brainstorm, nhập dự án muốn tìm kiếm, like và để lại bình luận. Top các dự án Việt tham gia Hackathon như EZ Invoice, Pi Bridge, v.v. Cảm ơn tất cả các Pioneer đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.